Hello, xin chào các bạn nhé. Rất vui khi gặp lại các bạn trong channel của Hùng ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho Hùng xin gửi đến quý vị và các bạn một lời chúc sức khỏe và một lời chào nhé. Hôm nay thì Hùng sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ cùng tham quan một ngôi chùa tọa lạc tại 355 phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ cùng tham quan ngôi cổ tự này nhé. Chùa Giác Hải được thành lập vào năm 1957 do Hòa Thượng Thích Giác Hải khai sơn, là một ngôi chùa khá đặc biệt tọa lạc ngay tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa. Bây giờ thì Hùng xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng vào bên trong khuôn viên và cùng nhau tham quan, cùng tìm hiểu về ngôi chùa. Khi vừa bước chân vào khuôn viên của ngôi chùa, trước mặt của các bạn là hai bức tượng Lộ Thiên. Giữa ngôi chùa rất to lớn, uy nghi và đặc biệt vô cùng linh thiêng. Trong thời gian qua, đã có rất nhiều những lời đồn, những đoạn video về một bức tượng Đức Mẹ Quan Thế Âm chảy nước mắt. Đây là bức tượng vô cùng linh thiêng, đã hiển linh rất nhiều lần. Gần đây nhất trước đại dịch Covid-19, khi cả nước đã phải hứng chịu đại dịch, thì khóe mắt của Ngài đã có những giọt nước chảy ra. Và không biết thực hư như thế nào, nhưng mình thực sự rất may mắn khi hôm nay mình được ghé thăm ngôi chùa và thắp một nén nhang, cũng như là xin phép Ngài để được quay một đoạn video về ngôi chùa để gửi tới các bạn. Mọi người cho rằng người đã khóc và trên khóe mắt của người vẫn còn vệt chảy do nước mắt tạo thành. Các bạn có thể thấy sân trước của ngôi chùa vô cùng là rộng, với những hàng cây xanh rợp bóng mát và hai bức tượng Lộ Thiên uy nghiêm bể thế giữa khuôn viên chùa. Xung quanh bốn hướng là các ngôi mộ cổ, càng làm cho ngôi chùa thêm linh thiêng và huyền bí. Xung quanh ngôi chùa là các ngôi mộ và nhà chùa có đặt điện thờ Bồ Tát Địa Tạng. Ngài là giáo chủ cõi U Minh, là một trong 6 vị Bồ Tát của Phật giáo Đại Thừa. Và bây giờ thì Hùng xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tham quan chánh điện chính của ngôi chùa. Chánh điện với những đường nét trang trí vô cùng đặc sắc và tinh tế. Hai bên cửa chánh điện là hai bức tượng hai vị thần hộ pháp, nhìn rất là uy nghi bể thế.
Trước chánh điện là nhà chùa cho xây dựng 6 cây cột, mỗi cột là một chú rồng, tạo thành 3 cặp đối đầu vào nhau, tạo thành thế nướng long tranh châu vô cùng là đẹp. Bên trong chánh điện, nhà chùa tôn thờ các bức tượng Phật giáo vô cùng tâm linh như Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, Phật nghìn mắt nghìn tay, Bồ Tát Địa Tạng cùng các vị Na Hán và các chư vị đại thần. Mặc dù ngôi chùa tọa lạc tại giữa nghĩa trang và cảm giác khi mình bước chân vào lần đầu có một điều gì đó vô cùng khó tả, nói đúng hơn là một nỗi sợ trong mình. Nhưng khi mình đứng trước các bức tượng Phật, cảm giác đó đã không còn. Mình cũng không hiểu tại sao. Và cũng như bao ngôi chùa khác, đây là một nơi vô cùng linh thiêng, một nơi yên bình, ngôi chùa vô cùng thanh tịnh. Dù ở giữa nghĩa trang, nhưng ngôi chùa vô cùng sạch sẽ và thoáng mát. Vừa rồi thì mình cùng các bạn chúng ta cũng đã tham quan toàn cảnh về ngôi chùa Giác Hải tọa lạc tại 355 phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì video của mình xin dừng tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, hãy cho mình một đăng ký cùng một like và một chia sẻ để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt các bạn.